Về ảnh, nói về ảnh thì bây giờ tôi giới thiệu thêm một xíu cái này. Đôi khi các bạn sẽ giải quyết một số thứ cũng liên quan đến ảnh. Ví dụ như thay vì là các bạn đưa một cái màu nào đó, các bạn tô cho một cái mang sheet hay các bạn tô cho một cái tiêu đề bài viết, thì có thể là các bạn sẽ đưa ảnh ở trong đấy chẳng hạn. Lúc này thì để làm được cái việc đó thì các bạn cần phải có một cái tiêu đề trước đã. Đó. Ví dụ như là đây, tôi có một cái tiêu đề như thế này chẳng hạn, và tôi thay vì việc là tô cho nó một cái màu như là vẫn tô một cách bình thường, thì tôi sẽ làm cho nó thành một cái chữ mà nó có cái màu tô ở trong đấy lại là ảnh. Ví dụ như này, mà trường hợp như thế này thì chúng ta nên lấy một cái phông chữ cho nó tương đối dày dặn một tí. Đấy, ví dụ bình thường thì các bạn sẽ làm sao đây nhỉ? Bôi chữ này đúng không? Các bạn tô cho nó một màu. Nhưng cách này thì rất là cổ. Đó, tôi muốn là đôi lúc mà tôi muốn phá cách thêm một tí thì tôi giải quyết thì sao? Thay vì việc là các bạn tô màu ở đây thì các bạn làm cho tôi như thế này. Các bạn convert cho cái text này thành ra một cái hình vẽ, và từ cái hình vẽ này thì nó trở thành một cái hộp chứa, chúng ta có thể đưa ảnh vào trong. Đây, chọn. Lúc này chúng ta vào menu type, và trong menu type này các bạn chọn cho tôi cái lệnh là lệnh grid outline. Đây, Control Shift O nhá. Sau khi mà tôi làm như này thì các bạn sẽ thấy là nó biến đổi thành ra không phải là chữ nữa, và bây giờ tôi có quyền là nhét một cái ảnh vào trong này. Ví dụ đây, một cái đấy. Lúc này thì các bạn sẽ thấy là ảnh của tôi nó chui vào đây đó, và tôi có thể là căng cái ảnh này lên. Các bạn thấy là cái chữ này của tôi bây giờ đã được tô bằng gì đây nhỉ? Bằng ảnh rồi. Đó. Có nhận ra nội dung cái ảnh này là ảnh gì không ạ? Đây, phố kiểu mẫu. Đấy, ví dụ như thế. Thế là chúng ta có thể là đưa được ảnh vào, chui vào trong một cái chữ thay thế cho màu tô. Đấy, nhưng mà như thế là chúng ta phải biến cái chữ của chúng ta thành ra một cái gì nhỉ? Thành ra một cái hộp hộp chứa bằng cách là grid outline nó. Thế còn vấn đề thứ hai, đây tôi muốn nói thêm một cái vấn đề thứ hai nữa như sau. Đôi lúc là tôi không muốn để một cái ảnh bình thường, tôi muốn phá cách cho mình một tí, tạo và tôi muốn làm thành một cái hộp mà nó cũng dị đi một tí. Đây thì các bạn quan sát thử như thế này nhé. Ví dụ đây, lấy ảnh này đi. Đây là một cái ảnh liền mạch đúng không, một hộp vuông liền mạch. Thế bây giờ tôi muốn là làm một cái hộp khác mà nó cũng chia nhỏ cái ảnh này ra, chia thành các mạch. Đấy, các bạn muốn làm lạ lạ một tí các bạn có thể làm theo cách này cho tôi. Ví dụ hộp chữ nhật nha. Trước hết là các bạn hãy vẽ một cái hộp mà nó có kích thước cũng tương đương với cái ảnh đi. Đấy, nhưng đừng nhả chuột ta vội. Sau khi mà các bạn đã vẽ ra được đến đây rồi thì vẫn giữ phím trái chuột nhá. Bây giờ các bạn bắt đầu chia thành nhiều hộp nhỏ nhé, bằng cách là bấm phím mũi tên sang phải và mũi tên lên trên sang phải này, chia đôi hộp này, ba này, bốn này, ví dụ thế. Bây giờ chia cột này, à chia hàng này, ví dụ này, tôi có thể chia nó thành một tấm như này. Đến đây
thì nó thành một tổ hợp của cả cái hình bằng nhau. Và muốn nó thành một cái hộp thì các bạn lại làm lại cái thao tác như vừa rồi, cái Pathfinder vừa rồi. Vừa nãy tôi có nói với các bạn về lệnh cắt đúng không? Còn bây giờ thì chúng ta sử dụng lệnh hàn đây. Lệnh hàn là hàn các cái hộp rời này thành một tổ hợp. Và sau khi làm xong tôi sẽ có một tổ hợp như thế này. Đây này, một tổ hợp như thế này. Đây, đây là một hộp mà có nhiều mảnh nhỏ. Đến đây thì tôi mới đưa lại cái ảnh vào này. File, Palette. Đây, trước hết là chọn hộp đã đúng không? File, Palette. Đưa cái ảnh vào. Đây, các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị chia chia chỗ này. Tất nhiên là đối với cái ảnh này thì nó vẫn chưa phải hợp lý lắm, tại vì cái mặt thì nó, nếu mà chúng ta chỉnh không khéo ấy, là nó sẽ bị cắt nhỏ cái mặt ra. Thế nhưng mà đối với một cái ảnh phong cảnh ấy, ảnh cảnh rộng thì các bạn hoàn toàn có thể làm như này. Đây là cái hình vuông nhá, ở một cái hình tròn nữa cũng sẽ tương tự như thế. Đây, vẽ ra cái hộp trước nhá. Đấy, và sau đó thì các bạn làm sao ạ? Bấm về mũi lên sang phải này. Sang phải là chia ra thành nhiều cái theo chiều gì đấy. Trái phải nhá. Bấm mũi tên lên xuống này thì là sẽ gì đây? Theo chiều lên xuống này, dọc ngang này, dọc này đấy. Nó sẽ thành tổ hợp như thế. Cái gốc của đầu tiên của chúng ta là làm hộp lớn, đầu tiên to bao nhiêu, cao bao nhiêu thì bây giờ cứ bấm như này, nó sẽ chia nhỏ ra trong phạm vi đó thôi. Đấy. Và cuối cùng là chúng ta sẽ làm sao đây? Vẫn giữ chọn như thế này và Pathfinder chọn lệnh gì đây? Lệnh hàn, lệnh S đúng không? Thì nó sẽ trở thành một tổ hợp như thế này. Bây giờ tôi sẽ chọn cái này và tôi nhét một cái ảnh bất kỳ vào đây. Đấy, ví dụ. Đấy. Chẳng hạn như thế. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái ảnh trông tương đối là lạ. Còn tất nhiên là không muốn chia đều như này, mà các bạn muốn làm một cái ảnh mà trông cho nó lạ hơn thì cũng có thể, đúng không? Thay vì việc làm một cái hình ảnh bình thường đi. Đây, các bạn làm cho tôi dạng như thế này. Ví dụ như thế. Đấy, chọn hết hàng nó lại, trở thành một hộp. Chẳng hạn như thế, thì lúc này các bạn có thể sử dụng cái hộp này đặt vào, thay vì là dùng lúc nào nó cũng vuông vuông vắn vắn trông nó rất là tẻ nhạt chẳng hạn, thì các bạn cũng có thể đưa theo hình như này. Đấy. Thì lúc này nó sẽ hiện lên theo theo cái hộp mà chúng ta tạo ra. Đây, một vài cái mẹo phá cách trông cho nó đổi món đi một tí thì các bạn cũng có thể làm như thế này.